Liên Bộ tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho bài án tại trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thông tin và động cơ nhúng tay tuyên truyền xuất hiện trên một số trang mạng xã hội từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2013. Nhưng sự thật là ông ta vẫn tiếp tục và sử dụng hàng ngày đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào gồm hàng chục gói cháo phả, hàng chục gói thuốc đông và khô, trong gói cà phê sữa hòa tan, sữa ngọt, dưa leo chanh, v.v. cùng đầy đủ các khẩu phần ăn tại trại giam số 6 như mọi phạm nhân khác. Các phiếu khám sức khỏe định kỳ có chữ ký của Hải chứng minh sức khỏe của ông ta tại thời điểm đó hoàn toàn bình thường. Tấn trò tuyệt thực lại tiếp tục được Trần Huy Duy Đức và các đối tượng chống đối diễn lại từ giữa tháng 8, tháng 9 năm 2018. Đức bị tuyên phạt 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Vụ án tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cùng trại giam với Hải Phải. Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội, đài báo nước ngoài xuất hiện nhan nhản thông tin Trần Huy Duy Đức tuyệt thực với 34 ngày. Báo động về tính mạng ông Trần Huy Duy Đức, hàng chục người tham gia đồng hành tuyệt thực với Trần Huy Duy Đức, vân vân. Thời điểm mà các trang mạng xã hội báo đài nước ngoài phao tin tuyệt thực bắt đầu kể từ ngày 3 tháng 8 năm 2018 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018. Nhưng sự thật thì ông Thức có tuyệt thực không? Đây là danh mục đồ ăn thức uống mà ông Thức sử dụng đều đặn trong toàn bộ khoảng thời gian đó. Ngày 13 tháng 8 năm 2018, bản đăng ký hàng ăn mặn ngọt căng tin K1 trại giam số 6. Họ tên Trần Huỳnh Duy Thức. Đặt hàng mặn 4 lạng thịt gian, thành tiền 80, tức 80.000 đồng. Số tiền dư 8.949.000 đồng. Có chữ ký rõ ràng của Thức ở cột pháp nhân ký nhận. Ngày 14 tháng 8 năm 2018.